Cô mến chào các con. Các con đang theo dõi chương trình dạy toán lớp 1 trên đài truyền hình Trà Vinh. Để buổi học đạt hiệu quả, trước tiên các con cần chuẩn bị các dụng cụ sau. Sách toán lớp 1 tập 1, vở bài tập toán lớp 1 tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, viết chì, bảng con, phấn và bông lau. Bên cạnh đó, các con hãy cố gắng ngồi học thật ngoan, lắng nghe cô hướng dẫn và làm theo yêu cầu của cô. Tiếp tục với chủ đề 3, phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con tiếp bài 12, bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10, tiết 2. Trong buổi hôm nay, cô sẽ giúp cho các con hình thành được bảng trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào tính nhẩm. Đây là hai trang sách mà hôm nay chúng ta sẽ học đó các con. Đó là trang 82 và trang 83. Các con hãy mở sách ra để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Chúng ta bước vào phần khám phá. Các con hãy quan sát xem. Ở hàng thứ nhất, có tất cả bao nhiêu bông hoa? Ở hàng thứ nhất này có tất cả 8 bông hoa. Trong đó có mấy bông hoa màu tím vậy các con? Trong đó có một bông hoa màu tím. Vậy còn lại bao nhiêu bông hoa màu cam? Còn lại 7 bông hoa màu cam. Có tất cả 8 bông hoa. Trong đó có một bông hoa màu tím, còn lại 7 bông hoa màu cam. Từ đây ta có phép tính 8 trừ 1 bằng 7. Các con hãy chú ý xem trong phép tính này. 8 này là tất cả 8 bông hoa. Trừ đi 1 bông hoa màu tím, còn lại 7 bông hoa màu cam. Các con hãy cùng nhắc lại phép tính với cô. 8 trừ 1 bằng 7. Các con hãy quan sát tiếp hàng thứ hai. Ở đây cũng có 8 bông hoa. Các con hãy nhìn xem có mấy bông hoa màu tím. Có 2 bông hoa màu tím. Vậy còn lại bao nhiêu bông hoa màu cam? Còn lại 6 bông hoa màu cam. Có tất cả 8 bông hoa, trong đó có 2 bông hoa màu tím, còn lại 6 bông hoa màu cam. Từ đây ta có phép tính 8 trừ 2 bằng 6. Trong phép tính này, 8 là tất cả 8 bông hoa, trừ đi 2 bông hoa màu tím, còn lại 6 bông hoa màu cam. Các con hãy cùng đọc lại với cô. 8 trừ 2 bằng 6. Các con hãy chú ý, tiếp ở hàng thứ 3, cũng có tất cả 8 bông hoa. Các con hãy thử đếm xem, có mấy bông hoa màu tím? Có 3 bông hoa màu tím. Vậy, còn lại mấy bông hoa màu cam? Còn lại 5 bông hoa màu cam. Có tất cả 8 bông hoa, trong đó có 3 bông hoa màu tím, còn lại 5 bông hoa màu cam. Từ đây ta có phép tính 8 trừ 3 bằng 5. 8 này là 8 bông hoa, trừ đi 3 bông hoa màu tím, còn lại 5 bông hoa màu cam. Các con hãy cùng đọc lại phép tính. 8 trừ 3 bằng 5. Các con hãy chú ý, ở hàng thứ tư cũng lại có 8 bông hoa. Các con hãy đếm xem giúp cô có bao nhiêu bông hoa màu tím. Có 4 bông hoa màu tím. Vậy còn lại bao nhiêu bông hoa màu cam vậy các con? Còn lại 4 bông hoa màu cam. Có tất cả 8 bông hoa, trong đó có 4 bông hoa màu tím, còn lại 4 bông hoa màu cam. Ta có phép tính như sau. 8
trừ 4 bằng 4. 8 là 8 bông hoa. Trừ 4 là 4 bông hoa màu tím. Và còn lại 4 bông hoa màu cam. Các con hãy cùng cô đọc lại phép tính này. 8 trừ 4 bằng 4. Tiếp tục với số bông hoa ở hàng thứ 5. Cũng lại với 8 bông hoa. Các con hãy đếm xem giúp cô có mấy bông hoa màu tím. Có 5 bông hoa màu tím. Còn lại mấy bông hoa màu cam vậy các con? Còn lại 3 bông hoa màu cam. Có tất cả 8 bông hoa. Trong đó có 5 bông hoa màu tím. Còn lại 3 bông hoa màu cam. Ta được phép tính 8 trừ 5 bằng 3. 8 này là tất cả 8 bông hoa. Trừ đi 5 bông hoa màu tím. Còn lại 3 bông hoa màu cam. Các con hãy cùng nhắc lại phép tính với cô. 8 trừ 5 bằng 3. Các con hãy chú ý tiếp nhé. Với hàng thứ 6 này, cũng với 8 bông hoa. Có mấy bông hoa màu tím vậy các con? Có 6 bông hoa màu tím. Vậy còn lại mấy bông hoa màu cam? Còn lại 2 bông hoa màu cam. Có tất cả 8 bông hoa. Trong đó có 6 bông hoa màu tím. Còn lại 2 bông hoa màu cam. Từ đây ta có phép tính 8 trừ 6 bằng 2. 8 là có tất cả 8 bông hoa. Trừ 6 là 6 bông hoa màu tím. Còn lại 2 bông hoa màu cam. Chúng ta sẽ cùng đọc lại phép tính này. 8 trừ 6 bằng 2. Và các con hãy chú ý, ở hàng cuối cùng cũng là 8 bông hoa. Các con thấy trong 8 bông hoa này có mấy bông hoa màu tím? Có 7 bông hoa màu tím. Vậy còn lại mấy bông hoa màu cam? Còn lại 1 bông hoa màu cam. Có tất cả 8 bông hoa. Trong đó có 7 bông hoa màu tím. Còn lại 1 bông hoa màu cam. Từ đây ta có phép tính 8 trừ 7 bằng 1. 8 là có tất cả 8 bông hoa. Trừ 7 là 7 bông hoa màu tím. Còn lại 1 bông hoa màu cam. Các con hãy cùng đọc lại phép tính này với cô nhé. 8 trừ 7 bằng 1. Thế là cô và các con đã vừa hình thành xong bảng trừ rồi. Các con hãy cùng cô đọc lại bảng trừ này. 8 trừ 1 bằng 7. 8 trừ 2 bằng 6. 8 trừ 3 bằng 5. 8 trừ 4 bằng 4. 8 trừ 5 bằng 3. 8 trừ 6 bằng 2. 8 trừ 7 bằng 1. Các con hãy chú ý xem, trong những phép tính này, các con có nhận xét gì về những phép tính này? Đây là những phép tính trừ. 8 trừ đi một số. Từ 8 trừ 1 đến 8 trừ 7. Đây cũng chính là bảng trừ trong phạm vi 8 đó các con. Các con và cô đã vừa hoàn thành xong bảng trừ rồi. Bây giờ cô mời các con bước vào phần hoạt động. Bài tập 1. Số chấm hỏi. Các con hãy quan sát bảng sau. Trong bảng này có 3 hàng và có nhiều cột. Bài tập này yêu cầu các con làm gì? Bài tập này yêu cầu các con điền số thích hợp vào ô có dấu chấm hỏi. Các con hãy quan sát bài mẫu. Xem
Để điền được số thích hợp vào ô có dấu chấm hỏi, chúng ta sẽ làm thế nào? À, để điền được số thích hợp vào ô có dấu chấm hỏi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Chúng ta sẽ lấy số ở hàng thứ nhất trừ cho số ở hàng thứ hai. Được kết quả bằng bao nhiêu, chúng ta sẽ điền vào ô ở hàng thứ ba. Ở đây ví dụ 6 trừ 1 bằng 5, chúng ta sẽ điền số 5. Tương tự với các phép tính còn lại. Các con hãy thực hiện để sau đó chúng ta sẽ điền số thích hợp vào ô có dấu chấm hỏi nhé. Các con hãy dùng phấn và bảng con để chúng ta sẽ ghi nhanh kết quả mà chúng ta vừa làm được. Cô mời các con hãy cùng cô thực hiện lần lượt các phép tính. 6 trừ 2 bằng mấy? À, 6 trừ 2 bằng 4. Chúng ta sẽ điền số 4. 6 trừ 3 bằng mấy? À, 6 trừ 3 bằng 3. Chúng ta sẽ điền vào chỗ có dấu chấm hỏi số 3. 6 trừ 4 bằng mấy? À, 6 trừ 4 bằng 2. Chúng ta sẽ điền số 2. 6 trừ 5 bằng mấy? 6 trừ 5 bằng 1. Chúng ta sẽ điền số 1. Và cuối cùng, 6 trừ 6 bằng mấy vậy các con? À, 6 trừ 6 bằng 0. Chúng ta sẽ điền số 0. Thế là cô và các con cũng đã vừa hoàn thành xong bảng trừ. Các con có nhận xét gì về các phép tính trừ trong bảng trừ mà chúng ta vừa làm được? À, các phép tính trong bảng trừ này, đây là các phép tính 6 trừ đi một số, từ 6 trừ 1 đến 6 trừ 6 đó các con. Cô mời các con hãy tiếp tục cùng cô bước qua bài tập số 2. Em hoàn thành bảng trừ. Các con hãy nhìn xem. Đây là bảng trừ. Ở cột thứ nhất, đây là bảng trừ trong phạm vi 2. Cột thứ hai, đây là bảng trừ trong phạm vi 3. Ở cột thứ ba, đây là bảng trừ trong phạm vi 4. Ở cột tiếp theo là bảng trừ trong phạm vi 5. Đây là bảng trừ trong phạm vi 6. Và đây là bảng trừ trong phạm vi 7. Đây là bảng trừ trong phạm vi 8. Và đây là bảng trừ trong phạm vi 9. Và cuối cùng, cột cuối cùng, đó là bảng trừ trong phạm vi 10. Nhiệm vụ của các con là sẽ tìm và nêu được các kết quả còn thiếu để chúng ta sẽ hoàn thành bảng trừ. Các con hãy chú ý nhìn lên màn hình. Các con hãy cùng cô đọc và nêu kết quả thích hợp để hoàn thành bảng trừ nhé. 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 1 bằng 2. 3 trừ 2 bằng mấy? À, 3 trừ 2 bằng 1. 4 trừ 1 bằng 3. 4 trừ 2 bằng 2. 4 trừ 3 bằng 1. 5 trừ 1 bằng 4. 5 trừ 2 bằng mấy? À, 5 trừ 2 bằng 3. 5 trừ 3 bằng mấy vậy các con? À, 5 trừ 3 bằng 2. 5 trừ 4 bằng mấy?
5 trừ 4 bằng 1. 6 trừ 1 bằng 5. 6 trừ 2 bằng 4. 6 trừ 3 bằng 3. 6 trừ 4 bằng 2. 6 trừ 5 bằng 1. 7 trừ 1 bằng 6. 7 trừ 2 bằng 5. 7 trừ 3 bằng 4. 7 trừ 4 bằng mấy? 7 trừ 4 bằng 3. 7 trừ 5 bằng mấy? 7 trừ 5 bằng 2. Tiếp tục, 7 trừ 6 bằng mấy vậy các con? 7 trừ 6 bằng 1. 8 trừ 1 bằng 7. 8 trừ 2 bằng 6. 8 trừ 3 bằng 5. 8 trừ 4 bằng 4. 8 trừ 5 bằng 3. 8 trừ 6 bằng 2. 8 trừ 7 bằng 1. Các con hãy cùng cô bước qua cột tiếp theo. 9 trừ 1 bằng 8. 9 trừ 2 bằng 7. 9 trừ 3 bằng 6. 9 trừ 4 bằng 5. 9 trừ 5 bằng 4. 9 trừ 6 bằng mấy? 9 trừ 6 bằng 3. 9 trừ 7 bằng mấy? 9 trừ 7 bằng 2. Và cuối cùng, 9 trừ 8 bằng mấy? 9 trừ 8 bằng 1. 10 trừ 1 bằng 9. 10 trừ 2 bằng 8. 10 trừ 3 bằng 7. 10 trừ 4 bằng 6. 10 trừ 5 bằng 5. 10 trừ 6 bằng 4. 10 trừ 7 bằng 3. 10 trừ 8 bằng 2. 10 trừ 9 bằng 1. Vừa rồi, các con đã cùng cô hoàn thành xong bảng trừ rồi. Chúng ta sẽ sang bài tập số 3 nhé các con. Bài tập số 3, tính nhẩm. Các con hãy nhìn xem, trong bài tập này có 3 cái bình. Trên mỗi cái bình có những lá cờ. Trên mỗi lá cờ có ghi những phép tính trừ. Nhiệm vụ của các con ở bài tập này là các con sẽ tính nhẩm và tìm kết quả của những phép tính được ghi trên mỗi lá cờ. Bây giờ các con hãy cùng tính nhẩm cùng cô nhé. Chúng ta sẽ thực hiện ở chiếc bình thứ nhất. Ở chiếc bình này, chúng ta thấy có phép tính 4 trừ 1. 4 trừ 1 bằng mấy? 4 trừ 1 bằng 3. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phép tính 5 trừ 2 bằng mấy? 5 trừ 2 cũng bằng 3. Và phép tính 6 trừ 3 bằng mấy vậy các con? 6 trừ 3 bằng 3. Và cuối cùng phép tính 8 trừ 5 bằng mấy? 8 trừ 5 bằng 3. Ở bình hoa này, các con có nhận xét gì về kết quả của các phép tính ghi trên mỗi lá cờ? Ở bình hoa thứ nhất này, trên mỗi lá cờ, các phép tính đều có kết quả bằng 3 đó các con. Chúng ta sẽ bước qua thực hiện bình hoa thứ hai. Chúng ta thấy
Ở đây có 3 phép tính. Trước tiên phép tính 4 trừ 0. 4 trừ 0 bằng mấy? À, 4 trừ 0 bằng 4. Tiếp phép tính thứ 2, 7 trừ 3 bằng mấy vậy các con? À, 7 trừ 3 bằng 4. Và cuối cùng, các con hãy thử tìm xem 5 trừ 1 bằng mấy? À, 5 trừ 1 bằng 4. Ở bình hoa thứ 2 này, các con cho cô biết các con có nhận xét gì về kết quả của các phép tính được ghi trên mỗi lá cờ nè. À, kết quả của các phép tính được ghi trên mỗi lá cờ ở bình hoa thứ hai này đều có kết quả là 4. Cô mời các con cùng cô thực hiện ở bình hoa cuối cùng. Ở bình hoa này có hai phép tính. 6 trừ 1 bằng mấy? À, 6 trừ 1 bằng 5. Vậy, phép tính 10 trừ 5 bằng mấy vậy các con? À, 10 trừ 5 cũng bằng 5 luôn nè. Và ở bình hoa thứ 3 này, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy kết quả của hai phép tính ghi trên mỗi lá cờ cũng đều bằng 5. Vừa rồi, cô đã giúp các con hình thành xong bảng trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào tính nhẩm rồi. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Sau bài học hôm nay, các con hãy cố gắng đọc bảng trừ lại thật nhiều lần để ghi nhớ nha các con. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Cô mến chào tạm biệt các con.